xin lỗi mấy em trước á, nhưng mà khốn nạn nhất, lụ đạn nhất, mức dạy nhất là mấy thằng sale. Anh không có nói sale BBT, mấy em được hiểu lầm nha. Nhưng mà thằng sale mà nó thật sự vậy đó, vậy nó gian dối trên cái bài nào. Anh không có nói nó gian dối khách hàng, anh không nói hết, anh chỉ nói nó gian dối công ty thôi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào mấy em. Nói chung thì anh cũng rất là đắn đo và suy nghĩ khi anh làm video này. Tại vì đây là một cái đề tài kinh doanh. Lâu lâu mình đổi gió, chứ mình nói về gym hoài thì nó cũng khô khan. Mặc dù đây là đề tài kinh doanh, nhưng mà các bạn nào gym thì bạn vẫn có thể áp dụng được. Nên các bạn sẽ hỏi rằng anh Duy Nguyễn ơi, sao kinh thể hình mà anh làm nhiều cái gì đó, bất động sản nó cát lửa vừa vậy. Cái nói xin thú thật với quý anh chị em luôn, Duy Nguyễn là một người đa tài. Không lẽ giờ mỗi tài làm một kinh thì nó mấy chục kinh sao quản lý, đúng không? Duy Nguyễn tập gym là sự thật, nhưng mà Duy Nguyễn là một giám đốc thành công. Duy Nguyễn tự hào, Duy Nguyễn là một giám đốc tuổi trẻ mới có 35 thôi mà thấy ngon chưa. Nó các bạn thấy là ở cái tuổi 35 có được cái sự nghiệp, có được cái cơ ngơi, có được cái company, có được cái quan hệ với Duy Nguyễn thì các bạn thấy ngon chưa? Mặc dù mình thấy chưa ngon lắm đâu, mình muốn nữa, tham lắm. Tôi tính của Duy Nguyễn rất là tham. Quýnh bài á mà cầm tứ quý á, một con heo không ăn, thề luôn. Heo đen mà nhảy thoải mái đi, tao mà ăn heo đen tao làm con chó. Anh nói thiệt, cái đó là quan điểm của anh, cái đó là phong cách của anh. Nên quýnh bài anh, tụi em dễ bắt bài đó. Tụi em biết chắc chắn là heo đen không bao giờ Duy Nguyễn chặt hết á. Hôm nay anh sẽ tâm sự nỗi khổ người làm chủ nha, nỗi khổ người làm chủ. Khi mà các bạn làm chủ á, thì cái này thôi, nhân viên đi ra ngoài hết rồi nha. Tại vì đang nói xấu nhân viên nè, nghe chủ nghe được nè. Hoặc là thằng nhân viên nào mà chuẩn bị lên làm chủ á thì nghe đó, trong mấy dàn nhân viên á, xin lỗi mấy em trước á, nhưng mà khốn nạn nhất, lụ đạn nhất, mức dạy nhất là mấy thằng sale. Anh không có nói sale BBT, mấy em đừng hiểu lầm nha. Cấm hiểu lầm, anh không có nói sale của anh. Anh đang nói video về kinh doanh chung. Đó, anh lấy ví dụ như thằng sale bồn cầu, đúng không? Thằng sale bồn cầu hay thằng sale nội thất hay thằng sale gì đó thì nó khốn nạn ở hai điểm, đúng không? Sale là cái bọn mà miệng lưỡi đó, nó sẽ luôn trục lợi, đúng không? Nên bạn nói mà sale mà trung thành với công ty, bảo đảm mà không bao giờ có. Tôi chưa thấy sale nào trung thành với công ty hết á. Tôi lấy ví dụ, ví dụ như giờ bán bồn cầu, bồn cầu color á, ví dụ như cái bồn tiểu của Duy Nguyễn 26 triệu. Hệ thống nhà vệ sinh đẳng cấp chuẩn khách sạn 5 sao với nội thất đắt tiền, bồn tiểu 26 triệu. Giá công ty bán ra cho nó 26 triệu, giá công ty bỏ cho đại lý khoảng chừng 10-15 triệu. Ví dụ thôi chứ sao tôi biết giá, đúng không? Thằng sale nó bán cho công ty, nó được ăn quê hồng khoảng chừng 26 triệu, ăn 10% là 2,6 triệu một bồn, đúng không? Rồi chính sách công ty điệp cao, sau đó thì thằng sale nó sẽ ăn trên cái phần trăm điệp cao xuống. Thí dụ như công ty điệp cao 10% thì cái giá bồn cầu từ, ủa giá bồn tiểu chứ, từ 26 triệu nó sụt xuống còn nhiêu? 23 triệu 400. 23 triệu 400, thằng sale ăn 10% của 23 triệu 400 là 2,3 triệu 40. Mà nhưng mà thằng sale mà nó thật sự vậy đó, vậy nó gian dối trên cái bài nào. Anh không có nói nó gian dối khách hàng, anh không nói hết, anh chỉ nói nó gian dối công ty thôi. Anh lấy ví dụ, anh lấy ví dụ bây giờ á, một cái bài mà nó dễ làm nhất á, mà hầu như thằng sale nào cũng làm hết á, mà thằng chủ nó có thể bắt hay không thôi, hiểu không? Đã làm chủ thì người ta phải biết những chiêu, anh chỉ một sai một hai chiêu thôi, không có nói nhiều. Mấy em nói nhiều ảnh hưởng tới câu chuyện làm ăn của người ta nghe. Thằng sale đó, một cái bài toán dễ làm nhất thì nó sao, sao nó mở một cái đại lý, nó mở một cái đại lý chứ, đúng không? Hợp lý không Duy Phan? Hợp lý ở gì?
Nó về nó mở một cái đại lý, nó kêu ông vợ đứng tên, bà cố nội đứng tên gì đó không biết. Xong rồi á, nó nhập hàng bình phong, nó nhập thứ rất dễ chân đó. Xong rồi nó vô trong công ty nó kiếm khách đó. Nó xong rồi nó vô trong công ty nó kiếm khách, kiếm khách xong rồi biết sao không? Nó mà nheo, nó đi nhậu với khách, nó nói là thôi em nói thiệt với anh luôn á, công ty em bán mắt như chó vậy đó. Nó thật sự hàng này, nói chung em làm trong đây thì em cũng bất mãn lắm, thằng sếp em nó không có lương tâm anh. Nó nói chung là nó thôi vô một ly đi anh đó. Xong cái bài ca con cá đó, ngồi nói xấu công ty kinh khủng luôn. Nó xếp em không có lương tâm, cậu nói vợ lớn vợ bé nó cặp bồ này nọ, nó bỏ con người ta có bầu nhiều lắm rồi, trong làm ăn là nó lừa đảo rồi, nó lấy tiền cọc người ta rồi ba ABC không nghe nói không. Nói thật sự anh, em bán hàng cho anh nhưng mà em rất quý anh, nên đến xác định ngày hôm nay thì em phải nói ra, chứ bây giờ em không coi anh là khách hàng nữa, mà anh coi em là một, em coi anh như một người bạn, một người anh vậy đó. Anh giống y anh của em nhà, anh của em nhà bị xe đụng chết mẹ cậu. Nó nói xấu cái anh của nó luôn. Bữa nay em gặp lại anh, em nhớ tới anh của em, nên nói thiệt anh có mua hàng này em sẵn sàng luôn. Thà em cho thằng chủ mất dạy của em ăn thì thôi anh, qua ngoài đại lý chỗ đó mua đi, cái anh đó nó được hơn, người ta bán đúng giá hơn, đúng không? Vậy đúng giá là sao? Vậy cái nó thiệt cho anh cái bồn này, cái bồn này là 20, công ty nó bán là 25-26 triệu. Thằng chỗ này á, chỗ nói chung á là cũng có quen biết này nọ kia, em chỉ giới thiệu thôi chứ anh đừng có nghĩ em là có này có kia nha, em không có, anh thề luôn. Hai người làm việc với nhau đi, nói chỗ này thì em biết được bán khoảng chừng 24 triệu, anh lời được 2 triệu một bồn thì 10 bồn là được 20 triệu đó, 15 bồn 20 bồn mới lời bao nhiêu đó, nó hợp lý. Nhưng mà thôi em chỉ nói vậy thôi, anh mua đâu cũng được hết á, anh em mà vô ly đi, công việc bỏ mẹ qua bên đi, nói chung là đây có cách giao quen thêm nhiều bạn này nọ kia. Ông thằng kia về để suy nghĩ thế mẹ đúng không, thằng khách hàng dễ suy nghĩ thế bà nội luôn đó. Xong rồi cái chạy qua bên đại lý kia mua là đại lý của nó đó ba, nó ăn tiền lời nhiều hơn đúng không, nó ăn tiền lời nhiều hơn. Đồ mới trốn quá đơn, đồ núp doanh thu, đồ cắt kiểu thuế nữa đó. Thì cái điều mà Duy muốn nói ở đây là cái gì, đúng không? Nó làm một cái việc đó nó không sai, con người ta có quyền kiếm khách hàng, hợp lý đúng không? Nhưng mà cách làm của nó rất là mất dạy. Tại sao? Tại khách hàng người ta đến công ty mà, chứ phải do nó kiếm đúng không ạ? Thí dụ như mày ra đường mày tự kiếm đi ok, còn khách hàng á nó vô công ty mà, hợp lý chưa? Có phải là nó chơi chó không em? Em suy nghĩ cái comment thoải mái đi, em nói chuyện em nhắc nó mình lắm. Đó là một trong những cái bài căn bản mà mấy thằng sale vào đời nó phải biết. Tôi thiệt các bạn ơi, tôi thề luôn á, mấy thằng sale á đang nghề doanh số, có thể tháng nó bán được có 3 thùng hàng thôi nó vẫn không nghỉ mà, nó trung thành với công ty lắm. Đuổi mấy nó cũng nghỉ đâu nha. Bạn thấy ghê chưa? Nói thiệt chứ mấy thằng media bạn thử bạn không thưởng nó coi. Nó nộp đơn liền á. Mấy thằng media đi, đủ không thưởng nó nộp đơn liền. Dạ anh Duy ơi, cho em xin phép nộp đơn. Em mà cũng gửi lá đơn này cho anh nữa à. Còn ai nữa không? Dạ, của em. Mấy thằng sale em không cần thưởng anh. Tháng này em làm dở em chịu. Em chịu trách nhiệm với cái sự làm dở của em. Em hứa là tháng sau mình sẽ tăng doanh số đi nữa. Tao là sale chịu. Đó, nó vậy đó. Mỗi cạp đầu kia không thơm thấy mẹ, đúng không? Nó kinh doanh trên khách hàng của công ty. Công ty bỏ tiền ra làm marketing chết bà nội, công ty hậu kỳ này nọ các kia. Ừ, mà công ty rồi phải này nọ kia, rồi sau này ví dụ như nói cái bồn tiểu nó về xả méo ra nước. Xong cái điện thoại lên công ty với tao điện thoại cho nó đâu. Nó trên cái bồn tiểu có số hotline công ty. Nó điện lên công ty nó hỏi luôn, ở bồn tiểu của anh mua con sale nào vậy? Dạ con sale đó tên Tèo, tên Tí, tên Tu gì đó. Sale đó của công ty phải không? À dạ đúng, sale công ty. Xong mà cái qua quá trình điều tra đâu biết ông nội này bán hàng tầm bậy. Nhưng mà công ty nó giữ thể diện đâu có nói cho khách hàng nghe đâu. Nó bấm bụng nó phải sửa cho cái bồn thấy mẹ luôn. Đó. Xong rồi giờ nó xử em đẹp thằng sale kia sao? Rồi xong rồi thằng sale đó. Kết quả lên đường lại chắc rồi đó. Nhưng mà nó lên đường đâu có sao đâu. Lên đường xong làm gì? Nó lấy hết khách hàng công ty luôn, nó bán hàng khác. Bây giờ tao ứ bán bồn tiểu Kohler nữa, tao qua tao bán bồn tắm Inap. Tao qua tao bán tao bán bồn rửa mặt Toto. Đó là cái lá bài mang sale nó hay đi đó mấy em. Vậy thì nó liên quan tới hình không anh? Thể hình là BT đó em. Mấy thằng tướng bự bự mà vô phòng tập dạo đó. Thì mấy thằng đó là cái gì vậy mấy em? Thôi em thích phòng anh Duy Nguyễn lắm này nọ kia.
Anh rất thích phòng của Như Nguyễn, em thích phong cách video của anh, em thích vlog của anh. Trời ơi, con nó xảo bà cố luôn em. Xong rồi nó vô tập, nó gạ khắp tao. Nó gạ khắp tao, nó dạy BT. BT tao đang dạy 600 ngàn một giờ. Nó chê thằng BT tao không ra gì luôn. Nói thằng BT này mất dạy lắm, ngu tướng không có chuột nè. Mày mới vô nghề nè, thằng này dở ẹt nè, thằng này hôi nách nè. Đó, rồi xong rồi công ty BBT nó ăn giọng nè. Thôi giờ tôi trả bằng 600. Tôi trả bằng 600 nhưng mà mình làm kín kín thôi nha. Thí dụ như ai hỏi mình nói mình bồ nha. Đó. Nhiều chiêu lắm em ơi. Tao nói thiệt, cái cuộc đời làm ăn này chỉ có thằng chủ nó mới chết thôi. Đó, chứ còn nhân viên em nói thật sự á, đừng nói chủ bóc lột nhân viên, nói nó lại đi. Nói cho nó lại á. Đâu có nhân viên Việt Nam mình nó âm binh lắm chứ không phải như người ta đâu. À chết mẹ rồi, mình nói vậy nó bất công quá mấy em. Thôi giờ anh cứu nha. Anh cứu ví dụ nhân viên Việt Nam, bây giờ nhân viên bên Mỹ đi. Giờ tiệm nail bên Mỹ là trùm xóm đạo rồi phải không? Ok được. Nhân viên bên Mỹ nó thuốc chủ tiệm nail chết hoại vậy. Anh chỉ cho thường nó thuốc hai chiêu. Mấy em muốn nghe không luôn hai chiêu hay một chiêu? Chiêu thứ nhất, nó là nó làm công thời gian, lấy hết khách ra làm chủ, mở ghe sắt bên. Mà tao nói thiệt, nail mà thằng chủ dễ chết lắm mày ơi. Đúng không? Nail là gì? Nó khổ một cái á, là nail á là cái con thợ nó kiếm tiền cho thằng chủ. Nên nail á là con thợ thuốc chủ chết liền. Trừ khi thằng chủ dùng tiền đập lên cái tiệm đó thì ok, đó là tao mày chơi chiến tranh luôn rồi đó. Còn không á thì hả, làng chủ nó nhận nhịn là chết. Ví dụ như lúc làm chung á thì chị em đúng không? Nhưng mà sau này nó âm thầm nó phản cái chị chủ đó. Nó ra nó mở cái tiệm nhỏ hơn 5-10 ghế, cái tiệm chủ 20 ghế. Cái con chủ mới của cái tiệm 10 ghế từng làm công cho cái tiệm 20 ghế. Thì nó làm đồng nghiệp chung với con lễ tân của tiệm 20 ghế. Xong bây giờ nó làm chủ của tiệm 10 ghế, nó qua nó thỏa thẻ với tiệm 20 ghế. Nó nói rằng thôi giờ bát khách cho tao đi, tao chia cho mày còn phần trăm. Đó, thí dụ như một khách vậy tao chia cho mày 10 đồng, hiểu không? Đó, xong rồi cái nó cứ bát hết. Xong rồi con lễ tân minh bảnh tiếp tục chơi chiêu phản thầy. Nó chê tiệm này dời mắt, cái tiệm này xài lâu sành dỏm nè, cái tiệm này chơi thuốc mà mấy cái thuốc mà độc nè, rồi cái tiệm này chơi kiềm không có rửa, cắt chung sida nè, sợ chết luôn. Qua tiệm mới chết thằng chủ tập 2, thằng chủ đó thôi bán tiệm nail trả ngân hàng, phá sản đi cạo luôn. Đó, đừng có nói là chỉ có Việt, không mà nói đi nói lại cũng là người Việt Nam hả mấy em. Tôi kệ mẹ đi, anh chỉ biết người Việt Nam thôi, anh đâu biết người Mỹ nó chơi nhau sao đâu. Ha, thôi thua nha. Rồi xong, cú chơi đó chưa chết, chơi cái này nữa mới chết nè. Hai cú đó chủ chưa chết đúng không? Tao đọc thêm cú nữa chết ngắt luôn. Đúng không? Thường thường á, mấy cái tiệm nail á là nó sẽ gọi là trả tiền mặt, trốn thuế một phần, lấp thuế một phần, ok được. Bao nhiêu chứng từ, bao nhiêu hóa đơn, bao nhiêu này nọ kia, thằng chủ không ràng buộc rõ ràng, nhưng thợ nó đem nó tung cho bolit hết. Nó tung cho bolit, nó nói là thôi thứ nhất giờ tôi bolit vô kiểm tra cái tiệm của bà 20 ghế này đi. Bà có hai vấn đề. Thứ nhất là bà lách thuế, bà trả tiền mặt không à. Bà không có hóa đơn chứng từ, bà không có gì trơn cái tội hết á. Cái tội thứ hai nữa, bà sử dụng lao động không bằng. Lao động không bằng là gì? Bằng nail. Bây giờ tiệm mà thợ nó bỏ quá, bà chủ 20 ghế bà vả quá, bà thuê mấy sinh viên du học sinh á, nó vô nó cạo, nó làm, nó không phải là cạo, nhưng mà vô làm vừa vừa thôi, như là chùi móng rồi móc khóe rồi này nọ chút đỉnh vậy đó. Xong rồi cái mày bị tố luôn. Tố vô bullet đập vô hai tội, bà này ra tòa đền mấy trăm ngàn luôn, xong tập chết ngắt ba chiêu. Sống nổi hay không? Không biết. Rồi xong, quay lại Việt Nam không? Bây giờ Việt Nam ví dụ như làm nghề nhôm kiếm, cái này nó phản mới hay nè mấy em. Thường thường á, nhôm kiếm á là xin làm lâu thành lão làng. Đúng không? Lúc đầu làm thợ sau này làm chủ, thằng nào cũng vậy thôi à. Thường thường mấy anh thợ giỏi á là mấy anh dễ phản nhất. Đúng không? Nói chung á thì giờ mấy bạn nào làm nhôm kiếm á thì phải chuẩn bị tư tưởng đi, nó phản nó chắc rồi. Không có khả năng nào mà nó không phản hết á. Nó theo mình học nghề thôi ba. Nó theo mình học nghề, mà nó theo mình học nghề không sợ. Nó theo mình nó lấy khách hàng, cái đó mới ghê. Nhớ nha. Ở mấy cái tủ chân cho ông súp là con thợ nó làm đó. Cái tủ chân cho ông súp là con thợ làm mà, đâu phải con chủ nó làm đâu. Chủ nó ngồi nó ký hợp đồng không à. Rồi thợ làm hết. Xong rồi con thợ nó nhắn tin cho anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn ơi, em làm cái tủ cho anh nè, đẹp không? Bữa nay em ra em mở công ty riêng. Đó, có gì anh ủng hộ, em làm rẻ hơn chỗ kia 20%, rồi chết mẹ chỗ kia luôn. Thì bây giờ lương tâm sao đây, tự nhiên nó làm rẻ hơn 20% mà cái tủ cũng là nó làm mà. Thì tao đẩy thằng đó đi luôn là xiền rồi chứ còn cái gì nữa. Đó. Nên đời mà mấy em, nó lặng vậy đó. Nên tao nói thiệt, mày khốn nạn nhất là cái bọn sale thôi chứ bọn nào hết đó.
là nó sẽ phản đủ kiểu, nó còn làm trong công ty đó để nó lấy cái hợp đồng để nó bán cái nguồn hàng khác đó. Cái này là mới ghê nha mấy em, cái này là mới ghê, nó lấy cái này nó mới bự. Nên bởi vậy á, nhiều cái người mà nói chung anh không đi chi tiết trong ngành này mấy em, tại vì bạn anh làm nhiều lắm, đi chi tiết cho nó giận anh móc nó massage nó ngủ nha. Bạn anh nó khoe mà nó tù mà tao dạo này sau năm này phất lên dữ mày, mới mua tiệm ba với Cần Thơ 6 tỷ luôn hả, phất kinh vậy. Cứ nói phất mẹ thằng nó vô cạp được chút đỉnh, trời đất ơi. Hai vợ chồng nó, một thằng nằm trong một thằng nằm ngoài, mày hiểu cái gì. Thằng nằm trong á thì nó làm lính quèn thôi, nó ngồi đó thì thôi, nó ngồi nó kiếm hợp đồng rồi nó chuẩn bị đơn hàng để cho công ty bự, xong nó về cái nó báp đơn hàng cho nó, cái con vợ nó nhà chơi mỹ nhân kế với đối tác đó. Xong rồi con vợ nó tự mở công ty nhỏ, xong rồi con vợ nó cũng đi thu mua gom hàng vậy đó, đi đúc luôn đó má. Xong rồi công ty lớn cứ hợp đồng mà nó cứ mất, hợp đồng nó cứ mất, mà nó ăn cũng kín đó mày, không ăn lộ đâu. Thí dụ như 10 cái đưa về công ty 6 cái, nó cạp 4 cái thôi. Mày nghĩ coi, trời đất ơi, nó cạp 4 cái hợp đồng đó mà với quy mô rất là nhỏ thì nó lợi nhuận là biết bao nhiêu. Chơi vậy không đó. Nên gọi là có những thằng nó trung thành bất ngờ lắm, nó bám trụ mà không cần quyền lợi luôn á. Anh chỉ nói cho tụi em nghe đó, là nói chung á, thường á làm ăn á, thì anh khẳng định với mấy em luôn, trừ khi thằng chủ nó mất dạy thôi. Chứ còn thằng chủ là cái thằng nó gầy dựng ra công ty, là không bao giờ nó muốn công ty nó tầm bậy tầm bạ, mà không bao giờ nó muốn công ty nó mất uy tín đó. Đó nó thiệt. Nó luôn tìm đủ mọi cách để nó xây dựng công ty nó, nhưng mà là cái lòng tham con người nó vô đái quá, nó không thể nào nó control được hết nhân viên, mà nhân viên nó đâm nó hàng chục nhát dao sau lưng, đúng không? Nhân viên nó phá thương hiệu này nọ, rồi nhân viên nó thọt này chọt cái kia và tùm lum kiểu hết đó. Nên cái góc độ mà khi bạn ra kinh doanh đó, bạn quản lý như thế nào, bạn quản lý dở là bạn chết liền đó. Bởi vậy kinh doanh đó, nó khó lắm, chứ phải kinh doanh bạn có idea là bạn làm được đó. Bạn kinh doanh đó, thì bạn làm với ai kìa, thì bạn sẽ làm với nhân viên của mình, bạn sẽ làm với nhân viên của mình. Nhưng mà nói đi phải nói lại, bạn đối xử với nó làm sao nữa nha. Thí dụ như bạn đối xử với nó mà cái như bèo bọt quá, bạn chơi bằng giật bồ đó, nó cả hù bạn, đúng rồi. Con nhỏ khổ chết mẹ luôn, mới quen con nhỏ đẹp đẹp kia, má mày giàu hơn mày bung tiền cho mày hốt nhỏ nó luôn, nó cay là nó cho mày chết. Nên nhớ, không làm sếp đừng bao giờ giành bồ nhân viên nha, đừng có coi phim GV rồi bắt chước nha ông nội. Trong công ty BBT cũng vậy, đôi khi thằng nhân viên làm tầm bậy tầm bạ, mà cái đó đâu phải là chính sách của công ty đó ông nội. Không có công ty nào, tôi không nói gì về công ty BBT, mà tôi nói về nhiều công ty khác, không có công ty nào mà cái thằng giám đốc mà đi xúi nhân viên chơi khách hàng, hay là lừa đảo khách hàng hay là gì gì á. Những khách hàng nhỏ là chúng ta còn phải làm tốt đó, để chúng ta chăm sóc cho nó ok, để nó nâng cao dịch vụ của công ty, mà từ những khách hàng đó người ta mới giới thiệu những khách hàng khác. Công ty sống được là nhờ khách hàng, mà để duy trì khách hàng đó là gì, là chiến lược của công ty ở trên đưa xuống, và cái đám nhân viên nó thực hiện, mà nó tiếp xúc khách hàng, nó làm này nọ kia. Nên đứng trên góc độ người quản lý, các bạn phải thật sự là khéo, đúng không? Tất nhiên bạn đặt vô hoàn cảnh bạn là nhân viên thì nó chơi bạn sao, hiểu không? Nó chơi bạn sao chứ không phải là giỡn đâu. Nên cuộc sống là ai làm chủ thì người ta sẽ rất là thấm thiết lời gì đó. Nó phản, hoài nó phản, chứ nó phản. Rồi chưa kể, ví dụ cho Duy cố gắng là ví dụ nhiều ngành, nhiều nghề, để các bạn thấy được cái bức tranh tổng thể của kinh doanh. Tôi lấy ví dụ, bây giờ bạn sản xuất vỏ cho TH, ơi áo đi, không mua áo đi, mà áo cho THOL, áo cho Duy Nguyễn ký hợp đồng, đó. Cái hợp đồng áo cho Duy Nguyễn là giờ sản xuất 30 ngày có giao hàng này kia, trễ một ngày đền hợp đồng chút đỉnh này nọ nha. Xong rồi lúc đó mình trễ hàng, mình kêu nhân viên nó tăng ca, đúng không? Mình kêu nhân viên nó tăng ca, mà nó biết được cái thế cha này cũng bây giờ trễ hàng là đền nè. Xong cái đòi lên lương các bạn, cái đòi lên lương ngay thời điểm đó luôn. Nói thôi giờ anh, nói chung là em thì em cũng rất là quý công ty, em cũng muốn gắn bó lâu dài với công ty, nhưng mà con người ai cũng phải ăn anh ơi, vợ em ốm, con em đau này nọ kia, thôi anh tăng lương cho em 30% đi đó. Một thằng vô đập đơn thôi à, thí dụ bằng thấy thằng đó ok, bằng duyệt cho nó kéo vô 30 thằng nữa đó đó. Còn thí dụ như mà không duyệt cho nó, ngồi nó kích động nó, mọi thằng đó nó ra ngoài nói với 30 kia, mà thôi công ty này nó bạc bẽo quá, công ty này nó chơi chó quá, nó bắt mình làm quá trời luôn mà lương nó không tăng, nó chia tả tăng ca thôi và này nọ kia. Nó nói anh em ơi, anh em đừng có để cho nó bóc lột nữa, anh em phải đứng lên chống sự cai trị của độc quyền này nọ, độc tài rồi, bây giờ thôi chúng ta đình công đi. Cậu nó kéo nhau 30 thằng đình công, cái hàng không may được
không may được trả lương cho anh Duy Nguyễn. Ủa lộn, phải trả lương mà trả hàng cho Duy Nguyễn kịp giờ, bị đền. Đầu thằng chủ đau đầu bạc tóc luôn. Thằng chủ đau đầu bạc tóc luôn. Còn cái này nó đúng là phải like hết nè. Cái Tết thằng chủ là không có chủ nào vui Tết đó, trừ khi thằng chủ làm mướn cho nhà nước thôi. Nó còn chủ nào mà nó là nó bỏ tiền ra nó kinh doanh, má Tết nó chán thấy mẹ luôn. Tại sao chán? Ồ, tại vì Tết là thưởng. Thưởng tháng 13. Tết là cái gì nữa? Tết là không làm ra tiền trong vòng 3 tuần. Bạn đồng ý với tôi không? Tết là không làm ra tiền trong vòng 3 tuần. Mà bạn phải trả lương cho nó trong vòng 3 tuần đó. Tết là cái ngày nghỉ được lương. Bạn hiểu chỗ này chưa? Tại sao Duy Nguyễn nói Tết không làm được vòng 3 tuần? Tết nghỉ có 10 ngày mà anh Duy Nguyễn 3 tuần tới 21 ngày là... Ủa? Mày đâu có làm một mình được đâu. Mày làm phải có người này người kia. Đúng không? Thí dụ như trong cái chuỗi sản xuất của em á, thì có một thằng nó đi lễ hội đền Trần, có thằng đi lễ hội chùa Hương đồ, nó nghĩ tà leo dưa hết. Cái chuỗi sản xuất của em nó chỉ bị trật một mắt xích thôi thì em đâu có vận hành được. Đúng không? Nên tính trung bình ở Việt Nam chúng ta, đúng không? Là Tết là chúng ta bị thiệt hại khoảng chừng 3 tuần. Thiệt hại khoảng chừng 3 tuần đó chứ không ít đâu. Thì 3 tuần nó phải cán đáng chi phí này nọ kia nữa. Thì rất là khổ, rất là khó cho doanh nghiệp chứ không phải giỡn đâu. Đúng không? Nên trong cái bài toán bạn khi mà bạn ra kinh doanh đó, bạn phải nghĩ về cái Tết trước rồi đã. Cái Tết đó tôi không nói là nó là cái gì đó mà nó phải thay đổi, phải bỏ, nhưng mà bạn phải nghĩ về cái Tết. Bạn phải cán đáng, bạn phải có được một cái lượng tiền để bạn duy trì cho cái Tết, chuẩn bị qua Tết trả lương nè. Đúng không? Chuẩn bị qua Tết là nó vô làm chừng 3-4 ngày nữa trả lương tháng mới cho nó rồi đó. Mà chưa kể nha, chưa kể đối với những doanh nghiệp sản xuất như doanh nghiệp may mặc giày da này nọ, nhân công nó về quê ăn Tết á, nó nghỉ hoài à. Nó nghỉ dịp Tết rất nhiều các bạn. Nó về quê cha con nhà nó nhậu, nhậu xong nó hỏi tâm sự chỗ này làm sao, chỗ kia làm sao. Cái thằng kia nó chém gió, nó thôi mày nghỉ chỗ đó đi qua chỗ mới làm ngon hơn này nọ kia. Cái kiểu là cha con nó kéo nhau nghỉ. Bởi vậy Tết nhất là cái nguồn nhân sự nó rất là thay đổi. Bởi vậy có một số công ty á, là người ta giam lương. Mày nghỉ tao trừ lương luôn. Đó. Nên cái người công nhân á, nó không có tiền Tết thì bắt buộc ràng buộc họ là vô Tết họ phải quay trở lại đúng ngày họ làm. Còn trả lương cho nó nghỉ chắc. Nó nghỉ xiền luôn, mấy anh công nhân mà mấy anh đó trách nhiệm mẹ vậy làm biến chúa luôn. Mấy anh công nhân thì nó có túc tắc làm mà kêu nó gì nó làm đó thôi. Nó không bao giờ nó có ý định khái niệm về nghề nghiệp thăng tiến là gì đâu. Không bao giờ có. Nên nói chung á là hôm nay là chia sẻ ngắn gọn một trong những cái câu chuyện về kinh doanh. Đó, trong vấn đề những cái nẻo đường mà thằng sale nó sẽ phản bạn hay là nhân viên nó sẽ phản bạn. Nó phản bạn này nọ kia. Nên cái chuyện mà sale bạn phải quản lý tốt phòng sale. Bạn quản lý không tốt phòng sale là bạn đai liền. Nó sẽ mánh mung rất là nhiều kiểu bạn. Ủa nó mánh mung rất là nhiều kiểu, có những cái kiểu nó cũng chấp nhận được mà có những cái kiểu nó cũng hơi bị tào lao. Thí dụ như thằng sale nó biết được chính sách của công ty ưu đãi cho nhân viên, nó gom hàng xong nó bán lại hàng mình tặng cho nó uống. Ví dụ như mình tặng cho nó cái lọ tiêu chai nước mắm gì đó free, nó gom được một chừng phần mình cái tâm chai đó, nó mốt về nó bán lại. Nó thấy kiểu đó thì nói chung nó cũng hơi nó không phải nó mất dạy, nó nói chung là nó sai quy định, nhưng mà ở cái ngưỡng đó thì ok cũng chấp nhận được đi. Nhưng mà có những đứa nó sẽ trộm cắp luôn. Bạn quản lý cái kho hàng của bạn không kỹ hay quản lý cái này không kỹ, nó sẽ trộm cắp và nó sẽ hại bạn đó. Nó sẽ hại bạn nhiều cái lắm chứ không phải giỡn đâu. Nó lén lén nó bỏ ma túy vô rồi xong nó thưa công an này nọ kia. Thôi nhưng mà vẫn chơi thôi, mấy cái chiêu ma túy đó chuyện nhỏ, bằng quất một cái là nó chết không kiểu đẹp nữa thôi á. Đó, nên thôi chia sẻ chút đỉnh thôi. Giọng gì cũng hôm nay yếu rồi. Bye bye mấy bạn nha. Mốt chia sẻ tiếp, ai mà like chủ đề này thì comment rõ ràng, hỏi nhiều, tương tác tốt, share này nọ kia thì Duy biết là bạn quan tâm chủ đề này và Duy làm nữa. Còn nếu mà các bạn không nói gì thì thôi, Duy sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề kinh doanh nữa. Tại vì nó rất là nhạy cảm. Nó đụng chạm người này người kia, khi đụng chạm bạn bè mình đó. Không có như khi bạn bè mình đang kiếm ăn được rồi cái xong rồi giờ nó bên tao biết rồi, kỳ lắm em. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.